các con đừng có cười như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng đi. Mặc dù có cái bài là 10 quý nhân không thể mất trong cuộc đời bạn, nhưng chúng tôi sẽ đọc cho các bạn câu chuyện khác hay hơn. Câu chuyện cho chuyên mục Hạt giống tâm hồn, hộp thư top40a@sen.com giới thiệu câu chuyện đừng nên đánh giá con người qua nghề nghiệp của họ. Câu chuyện cảm động này được diễn ra ở một thành phố đông dân cư, cuộc sống vô cùng sôi động và vội vã. Leng keng leng keng leng keng, tiếng gõ của chị lao công báo đến giờ đổ rác. Mọi người tức tưởi mang rác của nhà mình ra đổ lên xe rác để chị mang đi. Ở một gia đình, chị vợ đang nấu ăn, còn anh chồng vừa đi làm về ngồi đọc báo. Người vợ nói: "Anh trông cho em nồi rau một lát nhé, em mang rác ra để đổ, đến giờ rồi." Người chồng cầu nhau với vợ: "Mấy cái bà xe rác này rõ vô duyên, cứ nhầm giờ người ta bận là gọi đi đổ rác." Người vợ mới nói: "Anh à, anh không nên nói vậy, đừng nên gọi các chị ấy như vậy. Các chị ấy cũng khổ lắm, chỉ vì thiếu thốn mà các chị ấy phải làm nghề này để kiếm đôi đồng nuôi con cái thôi anh à." Người chồng mới quát mắt: "Em lại còn Minh à, nó làm cái nghề quét rác thì có gì mà phải xưng là ông nọ bà kia chứ. Cái bà ấy chỉ làm phiền chúng ta thôi, đã đi dọn vệ sinh mà còn lắm chuyện." Người vợ không còn gì để nói nên lủi thủi xách túi rác ra ngoài cửa cho chị lao công. Chị không quên cảm ơn chị lao công vì đã làm sạch môi trường sống giúp mọi người, nhưng chị cũng rất buồn vì chồng mình có tính ích kỷ và coi thường người thấp kém hơn mình. Một hôm người vợ thấy chị lao công, người vợ mang cái túi quần áo cũ, tuy là quần áo cũ nhưng cũng chỉ có mặc vài lần, chủ yếu là quần áo của con chị. "Chị ơi, em cho chị mấy bộ quần áo cũ của con em, nó không mặc vừa nữa, chị mang về cho cháu mặc. Em thấy bỏ không cũng phí nên mong chị nhận cho em vui." Người lao công mới nói: "Cảm ơn cô, cô cho tôi nhiều thế tôi biết lấy gì để đền ơn cô. Chắc con nhà tôi nó sẽ thích lắm đây. Mấy lần chị cho nó quần áo, nó thích và đi khoe với mấy đứa ở khu trọ của chúng tôi. Cảm ơn cô nha." Người chồng đi làm về gọi: "Em nói chuyện gì với mấy bà quét rác thế? Lại định học cái thói đầu đường xó chợ mang về à? Em hãy cẩn thận nha, nhiều người bị lừa mất tiền của lắm rồi." Người vợ đáp: "Em mang ít đồ không dùng đến để mấy chị mang đi cho đỡ chật nhà thôi anh. Sao anh hôm nay uống nhiều thế?" "Ừ, hôm nay dự án thành công, công ty liên hoan thưởng cho những người đi làm dự án nên anh có uống chút rượu nên cũng hơi mệt. Vậy thì anh hãy vào nhà đi kẻo trúng gió, say rượu mà gặp gió thì nguy hiểm lắm anh à." Mấy hôm sau người chồng tá hỏa hỏi vợ: Em có thấy cái phong bì tiền thưởng của anh ở đâu không? Hôm đó say quá anh nhớ là có mang về mà không nhớ nó ở đâu cả. Tiền thưởng cả 20 triệu chứ ít gì đâu." Người vợ bảo em không thấy cái phong bì nào cả. Chợt người vợ nghĩ và hỏi chồng: "Hay nó kẹp trong cái bó hoa?" "Thôi đúng rồi, vậy bó hoa đó đâu em?" "Em vứt cùng với mấy cái thứ đồ linh tinh cho mấy chị chở rác đi rồi." "Ôi, thế là xong." Người chồng ôm đầu vừa nói vừa tiếc của. Người vợ nói: "Nếu chị ấy mà thấy thì chị ấy sẽ trả mình thôi. Em tin chị ấy sẽ không tham lam đâu." "Em nghĩ đơn giản quá, làm nghề quét rác khó khăn thế, các bà ấy thấy tiền mà lại trả lại à? Các bà ấy sẽ cụm luôn của mình đấy chứ." Bỗng có tiếng chuông cửa, người vợ ra mở cửa. Người quét rác xuất hiện trước cửa và cô nói: "Tôi thấy cái phong bì này trong bó hoa mà chị nhà vứt đi, tôi nghĩ nó rất quan trọng với anh chị. Tôi chưa dở ra xem đâu, anh chị có thể kiểm tra. Tôi xin mang trả anh chị." Người chồng nhận chiếc phong bì và biết đó chính là cái phong bì của anh, vì có in tên công ty ở ngoài. Anh vô cùng sửng sốt và rất cảm động trước hành động cao đẹp của người lao công. Thì ra từ trước đến nay, anh hay miệt thị với những người lao động, những người khốn khó. Anh luôn nghĩ người nghèo thì thường là người xấu và thiếu nhân cách. Tuy nhiên anh đã nhầm, tuy nghèo về tiền bạc, nhưng họ rất giàu có về nghĩa tình. Họ rất yêu thương và trân trọng những người đã giúp đỡ họ. Và đặc biệt họ là những người tốt và làm ăn chân chính bằng chính sức lao động, mồ hôi nước mắt của mình. Họ thức khuya dậy sớm luôn mong cho mọi người có một môi trường thật sạch đẹp để có một sức khỏe thật tốt. Câu chuyện cảm động rơi nước mắt khiến bao nhiêu người xúc động và phải suy ngẫm lại về hành động của mình đối với những người đang góp phần vào việc làm đẹp cho đời. Chính hành động cao thượng của họ đã nuôi dưỡng tâm hồn cho bao nhiêu người trong xã hội. Câu chuyện hay quá đúng không ạ? Và bây giờ là vị trí số 12. 14 xin lỗi.